Thưa quý vị và bà con, để phòng chống dịch Covid-19, thời gian gần đây, một số địa phương đã thực hiện việc giãn cách xã hội hoặc kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch. Tuy nhiên, ở một số nơi đã áp dụng những biện pháp cứng nhắc, cực đoan trong việc phòng chống dịch Covid-19, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, gây nguy cơ làm đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất quy mô lớn. Và trước tình hình này, thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 789 trên CDTTG về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu kép Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo về phòng chống dịch thực hiện mục tiêu kép của Thường trực Ban Bí thư, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trao đổi thống nhất với các địa phương có liên quan để thống nhất áp dụng các biện pháp trong quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm kiểm soát nguồn lây bệnh nhưng không ngăn sông cấm chợ, không gây ách tắc hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện việc cách ly y tế đúng đối tượng quy định đối với người đến từ vùng dịch